Đã rất nhiều lúc mình tự hỏi bản thân mình rằng cuộc sống này có quá nhiều bất công với mình hay không. Mẹ mình không may là bệnh hiểm nghèo, mất sớm. Vì vậy là còn mỗi hai anh em, và bố thì cũng đi bước nữa. Vì vậy nên là cái cuộc sống nó cũng khá vất vả và thiếu thốn rất nhiều tình cảm. Mình đã lơ đà trong cái việc học hành. Lúc ấy mình chỉ nghĩ một điều rằng mình sẽ nghỉ học sớm để cho các em mình được học nhiều hơn, và mình sẽ đi làm phụ giúp cho gia đình. Mình đi lao động rất sớm, 15 tuổi là mình đã bắt đầu đi làm. Từ đấy thì đi mình cái khoảng cách giữa gia đình với mình càng xa, đi ra ngoài lây đây máy đó nó vất vả nhiều. Mình làm rất nhiều nghề, nếu mà đếm ra đến bây giờ mình phải có trên chục nghề rồi. Thế nhưng mà nó không ổn định. Thật sự đã có những lúc mình ngủ ngoài đường, ngoài cầu đường, những lúc đấy nó tủi thân lắm. Cô ấy lúc đó thì là một người sinh viên năm thứ hai, có về tham gia cái mùa hè tình nguyện tại xã mình. Mình là bí thư, mới đầu cũng chỉ quen nhau qua công việc thôi, chứ chưa bao giờ mình nghĩ rằng là sẽ yêu nhau cả. Bởi vì cái lúc đó thì mình nghĩ rằng là mình học ít như vậy, mà cô ấy thì lại là một sinh viên như thế. Cuộc sống và tương lai thì chờ đợi cô ấy là chắc chắn sẽ tốt hơn mình rất nhiều. Lắm lúc thật ra mình cũng tự ti đấy, bởi vì là mình học hành không đến nơi chốn, mải chơi quá. Nhỡ mà lại mà có yêu thì chắc chắn là cũng không đến kết quả gì cả. Lúc đó là mình và cô ấy yêu là rất trân trọng nhau. Yêu nhưng không phải là vì cái gì, mà lúc đấy là mình cảm giác là tình yêu rất mạnh ấy. Thế nhưng mà gặp phải rất nhiều khó khăn từ lúc yêu ra đi. Bởi vì là hoàn cảnh cô ấy là con một, mà trong cái đó thì gia đình thì bố mẹ cũng già cả rồi, quê thì xa. Mình thì vừa là con trưởng, mà hoàn cảnh thì nó thật là cũng khó khăn. Vì vậy nên là không chỉ có bố mẹ đâu, mà còn là ông bà, cô dì chú bác của cô ấy đều được tác động vào. Mình cũng chán nản lắm. Cô ấy luôn là người bên cạnh động viên mình, thẳng thắn nhưng là rất mạnh mẽ, đấu tranh với tất cả để có thể là đến được với cái đích cuối cùng, đó là hạnh phúc. Khi mà mình vượt qua cái rào cản lớn nhất, đó là hai bên gia đình, mình cứ cảm giác từ đấy đi là chắc chắn là mình sẽ hạnh phúc. Thế nhưng mà khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Con gái mình gặp một bệnh bẩm sinh. Mình đã chạy chữa cho con rất nhiều bệnh viện, thế nhưng cái kết quả nó không như mong muốn. Bác sĩ nói một câu rằng bệnh của con cháu rất nặng, không mổ thì chắc chắn là bé sẽ không cứu được, và mổ có thể là khả năng cao là cũng không thể cứu được. Đấy là một cái tia hy vọng rất nhỏ nhoi. Mình nghiến chặt răng nhưng mà nước mắt vẫn cứ chảy. Mình mà cho cháu suy nghĩ một chút. Mình ngồi đấy và đã gục xuống. Mình khóc như là chưa bao giờ được khóc. Cũng may mắn cho mình, đó là vất vả như thế nhưng mà cuối cùng thì con mình cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn và cũng đã khỏe mạnh trở lại. Từ đó ra đi thì bắt đầu mình quyết định là nghỉ quán và đưa vợ, đưa con của mình chuyển ra Hà Nội, thuê một phòng trọ để mình đi làm. Ngày thì mình đi ship hàng, còn buổi tối thì mình đi hát rong thêm. Mặc dù ngày kiếm ra tiền nhưng thậm chí là vẫn chưa đủ ăn tiêu. Ăn hôm nay nhưng phải no đến ngày mai. Có những lần mà bà hàng thu tiền nước sạch có đến gõ cửa mà mình không dám ra mở cửa phòng trọ để cho cô ấy đi. Xong bắt đầu mình mới tiếp tục đi hát được. Đấy, và hôm sau có tiền thì bắt đầu mình mới lại gửi được tiền cho cô ấy. Không chỉ một tháng mà rất nhiều tháng như vậy. Mình vẫn luôn luôn tâm niệm rằng sẽ ổn định để đỡ đần cho người vợ của mình. Vợ mình đã vì mình mà vất vả quá nhiều. Từ lúc yêu cho đến cả bây giờ khi có gia đình rồi, cô vẫn luôn luôn là vì mình. Chưa bao giờ mà mình cảm thấy là cô ấy rời bỏ mình trong những lúc khó khăn cả. Sẽ có một lúc nào đó mình sẽ dành những cái điều tốt đẹp nhất mà mình có thể làm được. Tuy nó nhỏ thôi, nhưng hy vọng sẽ làm cho vợ mình có thể ấm lòng, yên tâm hơn đối với người chồng của mình. Bên nhau ta thầm hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương em, nhớ em, tất cả là em. Từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà mình lập gia đình ấy, có con giờ gắn hai vợ chồng mình chả có thời gian ngồi với nhau thế này đâu. Thế à, giờ chúng mới biết á. Lắm lúc chồng công nhận chồng cũng thấy vô tâm thật. Quá là vô tâm. Vợ thích chồng tặng cho vợ món quà gì nhất và mong muốn cái điều gì nhất ở chồng? Vợ có thể nói cho chồng biết không? tinh ấy. Thế thì vợ cũng chỉ cần món quà đơn giản thôi. Vợ chỉ cần chồng hát cho vợ nghe như ngày xưa khi mà chồng mới tán vợ chồng hát ấy. Đây con ơi, không đấy, các chú đá. Đây 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 ra bụng đấy. Ôi. Đấy các chú, cô đá cầu rồi. Đâu nhỉ? À đi thẳng người đấy con. Tuột tay cái là ngã đấy con ạ. Thôi thẳng ra đấy con. À. À. Xe gì đây con? Từ từ trả cái đầu vào. À. Con uống nước á? Rồi, cứ cho chơi đấy cũng được. Chị ơi, xin lỗi chị có phải chị Trang không ạ? Vâng. Chị là chị vợ anh Hùng đúng không ạ? Anh Hùng anh đang xô xát ở trên kia, anh nhờ em gọi chị lên trên đấy. Ở chỗ nào ạ? Ngay sát đây trên này thôi, mọi người lên. Ôi, như nào ạ? Nói chung là có xô xát cãi vã nhau ở trên kia. Anh xem sát trên này. Và yêu à, chồng biết rằng từ khi vợ yêu chồng cho đến nay, khi mình đã có một làng công chúa rồi, nhưng chưa một lúc nào chồng có thể mang lại những cái điều mà hạnh phúc nhất cho vợ một cuộc sống đầy đủ như những gì mà chồng đã hứa. Vợ luôn là một người yêu thương chồng con hết lòng và luôn dành những việc tốt đẹp nhất đến cho chồng. Chồng cũng rất muốn sẽ có những thời gian và cũng có những giây phút hạnh phúc nhất để dành tặng cho vợ, người mà chồng yêu thương và trân trọng nhiều nhất. Chồng biết ngày hôm nay chồng cũng có rất nhiều cái thiếu sót với vợ, nên hôm nay chồng cũng quyết định gửi tặng đến cho vợ những gì tốt đẹp nhất, những cái gì mà yêu thương nhất từ tận đáy lòng của chồng. Suốt đêm thao thức vì em, vì lời dã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến đúng giờ mình hẹn hò, là ta luôn luôn có tôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây sùng vầy. Cầu mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê. Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thầm hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương em, nhớ em, tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sụn vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, tướng duyên cả một đời là được mãi mãi gần em. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê. Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương em, nhớ em, tất cả là em. Làm sao quên được phút giây sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả một đời là được mãi mãi gần em. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả một đời là được mãi mãi gần em. Và trong lòng chồng lúc nào cũng chỉ có vợ và con. Chồng luôn yêu vợ và con hết mình. Những cái điều mà chồng đã hứa với vợ, chắc chắn rằng một ngày nào đó chồng sẽ cố gắng để thực hiện được, để cho gia đình của mình, cho tổ ấm của mình sẽ có một cuộc sống đầy đủ và tốt hơn. Hy vọng rằng vợ sẽ không bao giờ từ bỏ, giống như những ngày xưa mà vợ mới đến với chồng, khi mà chồng vẫn chỉ là một người với hai bàn tay trắng trên cuộc đời còn lại. Chồng cũng luôn mong rằng vợ sẽ luôn luôn là người đi theo chồng và ủng hộ để làm một hậu phương vững chắc cho chồng, để chồng có thể cố gắng làm những cái điều tốt đẹp nhất đến cho gia đình nhỏ của mình, và đặc biệt là cho vợ và cho con. Chồng yêu vợ rất nhiều. Kiểu bình thường vợ chồng cũng ít khi thể hiện tình cảm, thế nên em nghĩ đây là cũng một cái kiểu sự kiện rất là đặc biệt, mà cũng như là thể hiện tình cảm đặc biệt mà người chồng dành cho vợ.